Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cảnh báo thành phố Hồ Chí Minh nóng vội nới lỏng, dịch sẽ bùng phát rất khó dập. Không còn lựa chọn, Hà Nội cho phép tiêm trộn vaccine. Nhiều địa phương rơi vào tình trạng vaccine Trung Quốc cũng không có mà tiêm. Thưa quý vị khán giả, nếu nới lỏng giãn cách toàn bộ ngay, sẽ chứng kiến sự bùng nổ dịch COVID-19 với cấp độ lớn hơn đỉnh dịch hiện tại. Dù có gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 lên 33% vào cuối tháng và 70% vào giữa tháng 10. Khi ấy, hệ số lây nhiễm theo thời gian có thể nhanh chóng tăng lên 1,85. Khi ấy thì rất khó để giãn cách để dập dịch thêm một lần nữa. Quan điểm trên được giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP.HCM đưa ra với truyền thông thời gian gần đây. Theo các chuyên gia, hệ số lây truyền lây nhiễm theo thời gian của thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần, trong khi tỷ lệ phủ vaccine mũi 1 ở mức cao nên có thể nới lỏng giãn cách trong vài ngày tới, thế nhưng phải hết sức thận trọng vì số F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đang là rất lớn, số ca mắc mới hàng ngày trung bình vẫn trên 5.000 ca. Chỉ cần nóng vội thì sẽ rất khó có cơ hội để giãn cách lại từ đầu, sửa sai một lần nữa. Giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, qua ước tính bằng modeling, các biện pháp can thiệp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng tại thành phố từ tháng 5 đến tháng 9 đã giúp giảm hệ số lây truyền từ hơn 5, có nghĩa là 1 F0 lây cho 5 người xuống còn 1,03. Điều này có thể xem là đã phòng ngừa được 7,4 triệu ca nhiễm, 740.000 ca nhập viện và 55.000 ca tử vong so với tình huống không áp dụng chỉ thị số 16. Tỷ lệ xét nghiệm thấp và tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi chỉ đạt 50%. Dựa trên cơ sở tính toán bằng công nghệ Covaxin của Mỹ để đánh giá diễn biến tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Lân cho biết thêm rằng, sau ngày hôm nay, tùy theo các kịch bản nới lỏng với các biện pháp can thiệp khác nhau, diễn tiến dịch sẽ khác nhau. Theo đó, giáo sư Lân đề xuất việc nới lỏng giãn cách phải có lộ trình từng bước một và rất chặt chẽ, khoa học, bởi hiện nay hệ số lây truyền đang còn ở trên 1, có nghĩa là 1,03. Nếu nới lỏng giãn cách vào ngày 1 tháng 10 và tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn, hệ số lây truyền có thể tăng nhẹ lại là 1,08 và sau đó thì sẽ giảm. Còn nếu gia hạn nới lỏng giãn cách đến ngày 1 tháng 11 thì hệ số lây truyền sẽ giảm rất sâu xuống 0,91, giúp giảm số ca mắc bền vững hơn. Để khống chế dịch hiệu quả thì giáo sư Phan Trọng Lân cho rằng thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần tập trung xử lý vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, điều trị tại cộng đồng, giữ vững vùng xanh, vùng vàng. Ngoài ra cần triển khai thiết lập hệ thống giám sát xuyên suốt, thống nhất để có thể bảo đảm dữ liệu mắc, tử vong, độ nặng, tỷ lệ xét nghiệm các loại luôn sẵn có, đầy đủ, thống nhất, giúp phát hiện kịp thời xu hướng dịch bệnh, đồng thời đánh giá được tình hình dịch bệnh. Các hệ thống giám sát chủ yếu cần thiết lập bao gồm ca bệnh tại cơ sở y tế, trọng điểm tại cơ sở y tế và cộng đồng định kỳ tại các vùng nguy cơ tiếp xúc cao. Việc giám sát ca bệnh cần kết hợp chặt chẽ với hoạt động điều tra, truy vết hiệu quả và thần tốc. Đây là một trong các năng lực đáp ứng dịch chính yếu mà WHO yêu cầu phải có trong các tình huống dịch COVID-19. Ông Lân phân tích như vậy. Việc cốt lõi thứ hai cần làm, theo ông, thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng tiêm vaccine mũi 2 cho tất cả những người trong nhóm có nguy cơ cao, bao gồm người già, người có bệnh nền. Cũng dựa trên hệ số lây nhiễm, bác sĩ Phan Hữu Phước, khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ số lây truyền thể hiện mức độ lây lan của virus ở thời điểm hiện tại, tăng lên và giảm xuống khi khả năng miễn dịch và các biện pháp can thiệp dịch tễ thay đổi. Khi hệ số lây truyền lớn hơn 1 thì số ca mắc bệnh tăng lên và ngược lại. Do vậy, dù số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cao sau hơn 100 ngày giãn cách ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng xét trên bình diện dịch tễ thì hệ số lây nhiễm, hệ số lây truyền đã giảm rõ rệt. Với biến chủng Delta, rất khó trông đợi hệ số lây truyền nhỏ hơn 1, dù có can thiệp dịch tễ ở mức cao nhất và đã tiêm đủ liều vaccine đi chăng nữa. Bác sĩ Phước phân tích như vậy. Chẳng hạn như là Singapore chẳng hạn, hệ số lây truyền hiện nay là gần 1,5, nghĩa là khoảng 2 người mắc bệnh đang lây nhiễm virus cho 3 người khác. Theo bác sĩ Phước, hệ số lây truyền của thành phố Hồ Chí Minh đang nhỏ hơn 1,5 và tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine ở mức hơn 20%, chưa đủ giới hạn đạt miễn dịch cộng đồng. Nhưng thành phố vẫn có thể có cơ sở để xem COVID-19 là bệnh đặc hữu và có thể học cách sống chung với COVID-19 một cách an toàn khi thực hiện 6 điều kiện gồm tiêm vaccine mũi 1 cho trên 95% dân số để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong, xét nghiệm nhanh COVID-19 định kỳ cho một số đối tượng, quản lý rủi ro, thực hiện tốt 5K, quản lý tiếp xúc và quản lý di chuyển bằng app không dùng giấy đi đường, thiết lập dần môi trường kinh doanh không tiếp xúc, không dùng tiền mặt. Lợi điểm của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là hệ số lây truyền nhỏ hơn 1,5,
nên khi mở cửa kinh tế có điều kiện sẽ giúp khôi phục kinh tế mà không làm gia tăng dịch bệnh. Ông Phước nhận định và cho rằng 6 giải pháp trên có thể áp dụng khá lâu dài đến khi có 80% dân số tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc có thuốc kháng virus hiệu quả qua đường uống. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhiều địa phương rơi vào tình trạng vaccine Trung Quốc không có mà tiêm. Mới đây, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, địa phương vẫn đang chờ 500.000 liều vaccine Verocell của Trung Quốc đã được phân bổ trước đó để về tiêm cho dân trên địa bàn, nhưng mãi vẫn chưa thấy về. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế đã có văn bản về 1 triệu liều vaccine Verocell, trong đó Đồng Nai được phân bổ 500.000 liều, dự kiến tiếp nhận ngày 12 tháng 9 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sở Y tế Đồng Nai đã ban hành kế hoạch phân bổ số vaccine này về các địa phương để chuẩn bị tiêm cho người dân. Tuy nhiên, đến nay số vaccine này vẫn chưa về đến địa phương. Tình trạng khan hiếm vaccine cũng đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Không còn lựa chọn, Hà Nội cho phép tiêm trộn vaccine. Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Sở yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội khẩn trương đề xuất phương án tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 Moderna, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn và báo cáo Sở. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu CDC sớm đưa ra phương án cụ thể, đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Phát hiện tình trạng rối loạn khứu giác sau khi khỏi COVID-19. Hélène Barré, 35 tuổi, ngửi đậu phộng, da mùi tôm, giam bông nay lại có mùi bơ, sau khi mắc COVID-19 hồi tháng 11 năm ngoái. Tình trạng này được gọi là anosmia, mất khứu giác. Khứu giác của Barré phục hồi chậm chạp và thay đổi thất thường, mùi cháy khét quanh quẩn mũi khiến Barré khó chịu hàng giờ. Những triệu chứng này đủ gây phiền toái cho bất cứ ai, song với Barré, nó là nỗi lo lớn hơn rất nhiều. Cô là một chuyên gia thử rượu, sự nghiệp, cuộc sống và niềm đam mê đều phụ thuộc vào khứu giác nhạy bén. Barré làm việc tại khu sản xuất rượu ở Limoges, thị trấn Tây Nam, nước Pháp. Cô cho biết, nó là công cụ làm việc của chúng tôi, là thứ giúp để phát hiện vấn đề. Chúng tôi sử dụng mũi để miêu tả rượu, để phân tích và đánh giá. Giờ thì tôi giống như một người thợ nề không có cái bay vậy, thật bực bội và căng thẳng. Đối với hàng triệu người trên thế giới, anosmia sớm trở thành dấu hiệu phát hiện COVID-19. Biểu hiện đặc trưng là bệnh nhân chỉ cảm nhận được các vị cơ bản như là ngọt, mặn và không ngửi thấy mùi hương. Khác với triệu chứng nghiêm trọng hơn, dễ dẫn đến tử vong hoặc hội chứng COVID-19 lâu dài, anosmia phổ biến ở thanh thiếu niên, gây phiền toái cho cuộc sống sau nhiễm bệnh. Theo phỏng đoán của các nhà khoa học, COVID-19 làm gián đoạn các dây thần kinh từ mũi đến não. Dù vậy, họ chưa hiểu rõ tác động của căn bệnh đến khứu giác, song COVID-19 không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng anosmia. Các bệnh khác hoặc chấn thương đầu cũng có thể gây ra mất mùi hương hoặc ảo giác mùi hương. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!